Hello, hello, kính chào anh chị em nhà đầu tư. Rất vui là được gặp lại anh chị em mà trong chương trình chứng khoán đêm muộn. Em là Trọng Đại Chi Mô Cô. Hàng ngày thì từ thứ hai đến chủ nhật em sẽ lên đồng hành trò chuyện cùng quý chị. Khung giờ từ 22 giờ đến 23 giờ anh chị nhé. Anh chị em xem live thì nhớ like. Like của em Đại chứ ạ. Anh em có câu hỏi nào thì để phần chat. Cuối tuần thì cũng đã live stream lọc cho anh em một vài cái cổ phiếu đúng không ạ? Và gần như là cũng đã chia sẻ những cái quan điểm của em Đại về mặt thị trường, và gần như là cái giai đoạn tầm 2 đến 3 tuần vừa qua định hướng cho anh em về một cái nhóm ngành, đó là nhóm ngành bất động sản. Nhìn chung là vận động tương đối tích cực, anh em mà đã mua được thì nhìn chung là tương đối ok. Ngày hôm nay thì như cái thumbnail để em có chia sẻ với anh em là một cái quy luật của thị trường, đó là tăng thì lâu mà giảm thì là nhanh. Đấy, tăng thì mất khá nhiều thời gian, giảm thì rất là nhanh, giống như là lên thang bộ xuống thang máy. Một cái đặc tính của thị trường chứng khoán nó là như thế anh chị nào. Một cái đặc tính của hầu hết các cái cổ phiếu cũng như là hầu hết các thị trường đều như vậy. Anh chị em phải hiểu được cái điều này và hành động cho nó phù hợp trong những cái giai đoạn thị trường đang ở trong những cái nhịp điều chỉnh nó rất là nhanh và mạnh, rất là nhanh và mạnh. Anh chị em check cho em cho là âm thanh hình ảnh đã ok chưa? Nếu ok anh chị comment số 1 nhá. Comment số 1, thả like, thả tim, thả hoa ủng hộ em Đại. À, hôm nay nhìn một góc nhìn nó dài hơi hơn một chút nhá. Hôm nay sẽ nhìn là cái chart tháng nhiều hơn để chúng ta thấy các cổ phiếu nó như thế nào. Hôm nay tối mọi người bận hết rồi. Không có ai xem live luôn. Ok. Nói qua một chút về thị trường là chị nhá. Chúng ta đi nhanh một chút này. Đầu tiên chúng ta phải nhìn về khung đồ thị tháng. Khung thị tháng thì đây là những ngày cuối cùng của cái những ngày cuối cùng của tháng 10. Thì hiện tại chưa đóng niên tháng, nhưng mà cái niên tháng hiện tại vẫn là một cái niên tháng tương đối là xấu. Đấy, chúng ta phải công nhận với nhau như này, như vậy đúng không ạ? Một cái mô hình nến tháng cũng không được đẹp, khi mà sau một cái nhịp tăng nó tạo một cái nến doji rút chân thanh khoản rất lớn. Anh chị thấy cái nến tháng tháng 8 đúng không? À, cái tháng 8 này thanh khoản rất là lớn và giá không tăng được. Đến tháng 9 bắt đầu điều chỉnh tương đối mạnh, và đến tháng 10 tiếp tục một cái đà điều chỉnh và cũng chưa có những dấu hiệu dừng lại ở những khung thời gian lớn. Và chúng ta để ý ở quá khứ ấy, thì sau khi có những dấu hiệu đảo chiều ấy, thì đây đang nói về mặt dài hạn đấy chứ nào. Xét về mặt dài hạn ấy, thì nó không thể dừng lại ở 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng được. Lại đang tính về mặt dài hạn thì rất là khó mà thị trường dừng lại ở những cái vùng mà như hiện tại. À, anh chị nhá. À, để quay trở lại với xu hướng tăng luôn, tức là cái kịch bản mà thị trường về mặt dài hạn có thể hồi phục luôn theo hình chữ V ấy, là một kịch bản nó rất là khó. Ít nhất nó có thể là những kịch bản là có thể nó giảm khoảng 2 3 tháng, nó đi ngang rất là lâu. Đấy, như cái giai đoạn năm 2018 đó, thì có thể nó tích lũy rất là lâu này, sau đó nó mới đi lên. Đấy, thì hiện tại sau cái hai, cứ cho là hai đến tháng giảm liên tiếp, thì hiện tại bây giờ nó chỉ còn có hai phiên nữa thôi là kết cái đến tháng 10, thì khả năng là vẫn là đến giảm đúng không ạ, và cái xung lực giảm nó vẫn khá là mạnh, thì khả năng cố gắng thì có thể tích lũy ở đây và hồi phục về mặt kỹ thuật ở trong ngắn và trung hạn. Nên là vị thế về mặt dài hạn thì em vẫn bảo lưu cái quan điểm với anh chị em trong suốt khoảng một tháng vừa qua, đó là anh chị em cứ bình tĩnh. Nếu mà anh em đánh theo sóng, anh em đánh theo dài hạn thì chúng ta vẫn chờ đợi những cái nhịp mà nó cân bằng trở lại đó. Thị trường như em có chia sẻ với thumbnail là lên thì chậm mà xuống thì nhanh đúng không? Lên thì nó phải mất rất nhiều thời gian nó mới lên được. Chúng ta thấy được giai đoạn cách đây nửa năm thì nó lên phải mất 6 5 6 tháng nó mới lên được khoảng tầm 200 điểm, nhưng mà chỉ có tầm 2 tháng vừa qua đúng không ạ? Chưa đến 2 tháng vừa qua, tầm 1 tháng rưỡi nó đi khoảng 200 điểm rồi đúng không ạ? Nên là cái việc mua ấy,
thì anh chị em cũng không phải vội đâu. Em vẫn nói với mọi người rồi, cơ hội vẫn còn nhiều, chúng ta chỉ sợ là chúng ta không nhìn thấy nó thôi, chứ không phải là không có cơ hội anh em, chứ sợ mất cơ hội thì chúng ta vào những thời điểm này nếu mà về mặt dài hạn nó chưa là cái vùng hợp lý. Thế nào, đó là về mặt thị trường chung. Đấy, hai cái đến tháng liên tiếp xung lực vẫn rất là mạnh. Đó, chúng ta phải công nhận với nhau, nhìn trên đồ thị nó nói lên điều đấy. Thế nào, cái vùng hỗ trợ gần nhất là những cái đường ten can tháng, là cái đường trung bình của 9 đến tháng nó đã mất rồi. Cái đường ten can tháng là vùng 1130 thì khả năng là mất rất là cao, đúng không ạ? Đúng không? Ten can tháng là cái đường trung bình của 9 tháng. 9 tháng nó tính ra là gần 1 năm. Đúng không? Và cái đường trung bình của 17 tháng, tức là hơn 1 năm. Hiện tại thì chưa đóng đến tháng thì chưa kết luận, nhưng mà cái đường này nó đang ở cái vùng. Em mở cái này xem nó là bao nhiêu. Đấy. Đang là 1060. Đấy, kỳ du nó đang ở 1095. Kijun 17 nó đang ở 1095. Tức là nếu mà đóng đến tháng này hai phiên nữa mà nó mất, nó không lấy lại được cái vùng 1095, 1100 thì tức là 17 tháng cũng đã bị đánh gục, đúng không ạ? Tức là trung bình của 17 tháng, tức là hơn 1 năm ấy, nó cũng không giữ được, cũng là một tín hiệu nó không được ổn, đúng không ạ? Không được ổn. Nên là về mặt dài hạn thì chúng ta cứ bình tĩnh, anh em đánh dài nhá. Cho anh em mà đánh theo một cái chu kỳ kinh tế hay là cầm khoảng tầm vài ba năm gì đó, chúng ta cứ bình tĩnh. Hôm trước có chia sẻ với anh em quan điểm về cái trendline này, đúng không? Cái trendline này, cái nhịp vừa qua thì có chia sẻ với anh em rồi, thì về mặt dài hạn nó sau một cái nhịp điều chỉnh nó rất là sâu, nó chỉ là những cái nhịp hồi về mặt dài hạn. Còn những cái khung thời gian nhỏ thì nó vẫn là cái xu hướng tăng rất mạnh, nhưng mà khung thời gian lớn là cái khung thời gian tính bằng tháng, là mỗi nến một tháng, mỗi tháng một nến, thì nó vẫn là cái nhịp hồi thôi. Đúng không ạ? Nó lên được cái vùng Fibo 0.5 tiếp tục bị bán. Còn nếu mà chúng ta nhìn dài hơn nữa là đến quý, tức là 3 tháng mới được một nến thôi, đúng không? Thì cái nến quý, nến quý hiện tại, đúng không? Quý hiện tại tức là tháng 9, tháng 10, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Đây, tức là cái nến quý này mà nó không giữ được Kijun này. Kijun quý tức là 17 quý đấy. Thì cũng rất là khó nhá. Cái chen dài đây, chen dài của chúng ta thì nó đang như này. Đó, chen dài của chúng ta đang như này. Cái vùng hỗ trợ gần nhất của quý là cái đợt sập tháng 11 năm ngoái đấy, tầm một tháng nữa là đến cái giờ này năm ngoái này, là nó về đúng cái Kijun 65 của quý anh em nhá. Kijun 65 của quý tức là 65 quý luôn, tức là từ đầu đến giờ luôn, gần như là từ đầu đến giờ. Đấy, cái đường trung bình của 65 quý là đường mà cái thời điểm tháng 11 năm ngoái nó tạo đáy được. Nên là về mặt dài hạn thì anh em cũng cứ bình tĩnh anh em nhá, cũng cứ bình tĩnh thôi. Cái thanh khoản của cái quý trước này, tháng 6, tháng 7, tháng 789, đúng không ạ? Tháng 789 là cái đến râu trên rất là dài, chạm ten can không phá được ten can ở trên quý đến quý. Đó, để chúng ta có một cái góc nhìn nó phổ quát, nó dài hơi hơn về mặt dài hạn, thì chúng ta có một cái định hướng nó đúng anh em nhá. Đó, một số cổ phiếu khác này, đầu tiên em sẽ đi đến mấy cái ông đầu ngành nhá, chúng ta nhìn đến tháng trước nhá. Hôm nay vẫn phân tích như cái mã bình thường, nhưng mà cái góc nhìn nó dài hơi một tí này. Đó, không đánh ngắn nữa, nhìn dài một chút này. Đầu tiên là SSI, nhóm chứng khoán. Nhóm chứng khoán thì có cái khả năng tạo đỉnh ở vùng này là rất là cao rồi, nếu mà xét về mặt dài hạn. Đúng không ạ? Loanh quanh cái vùng 35-37. Đúng không? Hai tháng liên tiếp, tháng này là tháng thứ hai là điều chỉnh. Hiện tại có một cái vùng hỗ trợ là cái đường ten can tháng, khi run tháng thì nó vẫn giữ được. Xét về mặt sức mạnh thì sức mạnh của cái cổ phiếu SSI này hay là nhóm chứng khoán nói chung ấy, thì nó vẫn mạnh hơn thị trường. Thị trường thì như em vừa chia sẻ bên trên ấy, đó là nó mất đi cái đường ten can rồi, đúng không? Mất đi cái đường trung bình của 9 đến tháng rồi, nhưng mà SSI nó vẫn chưa mất. Nhưng chúng ta thấy ở đây thanh khoản nó vẫn ở cái mức rất là lớn, đúng không ạ? Vẫn ở mức rất là lớn. Thứ hai đó là cái nhịp mà điều chỉnh từ cái vùng đỉnh. Đấy, chúng ta có thể thấy cái vùng đỉnh của SSI là quanh hiện tại nó loanh quanh cái vùng giá 35, thì đến cái vùng hiện tại thì em đánh giá về mặt dài hạn thì nó điều chỉnh chưa đủ lớn về mặt dài hạn. Mặc dù chúng ta nhìn ở trong ngắn hạn thì nó cũng có một cái nhịp điều chỉnh rồi, nhưng mà nhìn về mặt dài hạn thì cái nhịp điều chỉnh này nó cũng chưa đủ, đúng không ạ? Và hai tháng cũng
Em đánh giá cũng là một cái khoảng thời gian nó chưa đủ để mà cái cổ phiếu nó có thể điều chỉnh hết về mặt chung và dài hạn được. Nên là vị thế về mặt dài hạn với SSI thì anh em cũng cứ cứ bình tĩnh quan sát, khi mà thanh khoản nó vẫn ở cái mức rất là lớn. Nếu anh em nhìn đến tháng, thanh khoản vẫn rất là lớn, ba cái nến tháng gần nhất gần như là ba nến tháng cao nhất từ trước đến giờ đúng không ạ? Nó còn cao hơn cả cái nến tạo đỉnh của cái năm 2021, cuối 2021 đầu 2022, cái cây nến mà kéo rất là mạnh lên và để phân phối ở đây đúng không ạ? Thì hai cái nến tháng tháng 8 và tháng 9 thậm chí nó còn thanh khoản lớn hơn cả cái nến đó. Nên là cái lượng hàng mà em đánh giá đang cái cổ phiếu à, cái nhà đầu tư đang đu ở quanh cái vùng 35 cộng trừ này thì đang rất là lớn, rất rất lớn đúng không ạ? Mà điều chỉnh ở mặt chung và dài hạn nó chưa đủ nhiều. Đúng không? 35 mà về vùng hiện tại 29-30 thì tức ra mới được có 5 giá thôi, chưa đủ nhiều. Đó, nên là vị thế về mặt dài hạn đó là SSI, anh em chú ý. Và mỗi một cái nhịp điều chỉnh của SSI thì nó cũng không chỉ dừng lại, nếu mà nhìn về mặt chung và dài hạn nó không dừng lại ở cái thời điểm cái số lượng nến tháng là 2 tháng, anh chị ạ. Đây giai đoạn trước của nó đây, nó cũng có một cái nhịp 3 tháng, sau đó nó hồi được 3 tháng. Đó. Hồi được 3 tháng và sau đó nó chỉnh tiếp. Đấy, đây là chúng ta nhìn về mặt dài hạn nhé. Đấy, còn cái đoạn trước ở trong này cũng vậy. Đây, nó chỉnh một mạch luôn, gần như không có nhịp hồi, mãi đây mới có hồi. Đấy, còn cái sóng trước của nó đây. Cái sóng 2018 đây. Đúng không? Nó chỉnh 3 tháng, khá là giống đoạn này nhỉ. Đấy, nó cũng có kỳ run này, kỳ run 65 này, bật hồi đến được 3 tháng, sau đó lại giảm tiếp, lại sập tiếp. Nó là quá khứ của SSI, đoạn này cũng vậy. Tức là mỗi cái nhịp mà nó điều chỉnh về mặt dài hạn, tính về khung đồ thị tháng ấy, thì nó không dừng lại ở 2 tháng này chị nhá. Đấy, đoạn này nó còn cũng kinh khủng này, đoạn này này. Mỗi lần nó điều chỉnh về mặt dài hạn là không dừng lại 2 tháng. Và gần đây nhất là 2018 và 2022 thì nó chỉnh rất là sâu và rất là lâu. Nên là vị thế về mặt dài hạn thì anh em cũng cứ bình tĩnh. Em cũng không kết luận nó là nó phải chỉnh sâu như này, nó phải chỉnh lâu như này. Nhưng mà chỉ ít như hiện tại thì nó chưa lấy lại cân bằng. Và về mặt timing hôm trước có chia sẻ với anh em rồi. Thì nếu mà nói về RSI thì nó phải đến giữa năm 2024 thì cái RSI nó mới chạy hết cái chu kỳ của nó. Đấy, chúng ta phải đấy, nhìn khung tuần cũng vậy. Nhìn khung tuần chúng ta thấy là đóng cái đến cái tuần vừa giờ là gần như đóng đến tuần thấp nhất trong rất là nhiều tháng gần đây rồi đúng không ạ? Đấy, từ cái thời điểm cái tháng có cái volume rất là lớn này, cái tháng tháng, tháng 25 tháng à, cái tuần 25 tháng 8 này. Nó rất là lâu rồi. Cái tuần vừa giờ là đóng đến tuần rất là thấp, đúng không? Mất cả đen can, mất cả kijun tuần rồi. À, mất cả kijun 129. Tức là về mặt trung hạn thì nó đã có những cái dấu hiệu nó suy yếu, nó xấu. Còn về mặt dài hạn thì nó vẫn còn giữ được những cái đường trung bình. Đấy, có thể là về đây nó có những cái nhịp hồi lên. Nhưng mà về mặt dài hạn một cái chu kỳ thì em đánh giá nó vẫn chưa điều chỉnh hết. Đó. Đến Hòa Phát. HPG chúng ta nhìn đến tháng nha. HPG nó cũng kiểu kiểu vậy. HPG thì thanh khoản vẫn ở mức nó không quá lớn, nó tốt hơn SSI một chút. SSI thì thanh khoản ở đây rất là lớn. Hòa Phát thì đỡ hơn, hiện tại đang ở những cái đường trung bình. Đấy, trung bình của 65 à 129 đến tháng. 65 đến tháng thì như hiện tại là đang mất. Kijun 17 thì cũng đang hỗ trợ phía dưới này, để hy vọng là nó có cái sức hồi đấy lên. Nhưng mà nếu mà nó không lấy lại được Kijun 65 ấy thì nó có một cái mây rất là lớn ở dưới này. Anh chị nào? Cái mây rất là lớn ở đây thì Hòa Phát với kịch bản nó giữ được cái đường Kijun, tức là giữ được quanh vùng 20 thì cái khả năng mà nó bật tăng mạnh trở lại là em đánh giá là tương đối thấp, tức là cái kịch bản khả dĩ với Hòa Phát là nó sẽ sideways như này. Đấy, sideways như này. Sideways ở vùng hỗ trợ là 20 21 và kháng cự là 24 25. Đấy, tức là khoảng tầm 15%. Đấy, nó đánh đánh biên. Đó là kịch bản gọi là tích cực đối với Hòa Phát anh chị ạ. Vì cái volume và cái khung tháng này thì em thấy cũng chưa lớn lắm. Cái lượng hàng người ta gom ở cái vùng đáy này. Có những cái tháng họ đánh lên họ mua đến tận đây đúng không? Ở đây là 1.000 tỷ đúng không? 1.000 tỷ đơn vị. Kinh khủng khiếp. Đấy, cái kênh những tháng này.
Đấy, ở đây chưa bán nhiều, khả năng thì cũng chưa phân phối, hoặc là chưa ý chí là chưa phân phối hết. Đó, đây này, cái lượng hàng người ta nắm ở đây thì ở đây cũng có hai đỉnh rồi. Đấy, có thể là chưa phân phối hết. Nên là có thể nó vẫn xoay quay được. Hỗ trợ gần nhất là quanh vùng 20 năm 21 là cái vùng nền cũ này. Anh chị nào, là cái vùng nền cũ này. Đó. Với Hòa Phát thì đỡ hơn khi mà cái thanh khoản là cái vùng tạm gọi là đỉnh trung hạn, như hiện tại là quanh vùng 28 năm là chưa quá lớn, chưa quá lớn. Hòa Phát rồi. Banh trứng, banh là Vietcombank này. Banh thì khá nhiều mã lớn. Vietcombank thì nó trong về mặt dài hạn nó đang chạy theo cái trend song song này. Cái trend này thì em vẽ với anh chị em từ từ cách đây cả cả hơn tháng rồi, đúng không? 2 tháng rồi, đúng không? Đây, cái trend này em vẽ khá lâu rồi, nó chạm với đường trend này, nó đi rất đúng cái trend line này luôn. Thì hiện tại nó chạm đúng cái đường trend line. Còn xét về mặt Ichimoku thì cái đường Kijun này, Kijun khung tháng nó đang ở khá là xa cái vùng vùng giá, tức là nó hơi mất cân bằng trên khung độ tỷ tháng, thì có thể nó có nhịp điều chỉnh. Xu hướng thì vẫn là xu hướng tăng thôi, chưa có dấu hiệu gì mất cái xu hướng dài hạn cả, vì nó vẫn đi lên, đúng không ạ? Nó vẫn đi lên. Đó. Nhưng mà những cái tác động về mặt ngắn hạn, nếu mà Vietcombank nó về những cái vùng cân bằng quanh vùng 7x này thì nó cũng rất là kinh khủng, hiểu không? Rất là kinh khủng đấy. Đó là Vietcombank. Thêm vài nữa xem nào. BID nếu mà xem là dài hạn thì nó vẫn giữ nha, vẫn ok đấy, chưa vấn đề gì đâu. Anh em mà đánh theo năm thì cũng chả cái gì, nó cũng chạy theo cái trend trong xăm này thôi, kiểu kiểu như là Vietcombank thôi. Nhưng mà nó đã chỉnh sớm hơn Vietcombank rồi. Vietcombank thì nó chưa về cái đường Kijun tháng này đâu, nhưng mà BID đã về và có cái dấu hiệu là hồi phục. Đó, có dấu hiệu hồi phục. BID thì ổn hơn. BID đoạn trước thì có cảnh báo anh em ở đoạn này đúng không? Cảnh báo anh em đoạn này. Thì bây giờ nó về cái vùng hỗ trợ dưới này, có sức bật lên. MBB. MBB thì cái chạc nó na ná Hòa Phát đúng không? Nó chạy kiểu khác, không giống với BID với Vietcombank. STB. STB cũng là khá là nguy hiểm. STB về mặt dài hạn thì nó không được ổn như là BID hay là Vietcombank. Nó đang tiệm cận lại cái vùng đỉnh cũ. Cái đỉnh này em đánh giá là cũng là cái đỉnh mà lượng hàng nó kẹt về mặt dài hạn rất là nhiều. Chúng ta thấy ở cái vùng này năm 2021 lượng hàng rất rất nhiều. Có một cái đỉnh khác cũng là loanh quanh cái vùng 35, thì cái thời điểm vừa qua nó cũng về đến vùng 34, 33, 34 và cũng có 2 tháng điều chỉnh. RSI không tháng cái này em đánh giá là nó có thể nó có điều chỉnh thêm. Đấy, khung tuần thì cũng mất đi những cái vùng cân bằng rồi. Tên can Kijun mất cả rồi. RSI cũng đang cắm xuống. Đó. Nên là khả năng điều chỉnh thêm về mặt chung dài hạn này là xác suất vẫn cao nhé. Với STB. Banh chứng thép bất động sản. Bất động sản thì Vinhome và VIX thì bây giờ là khung tháng giờ là không biết đi đâu đây. À, nếu mà kết nến tháng với cái điểm số như này thì là Vinhome đóng nến tháng như này là thấp nhất thời đại tính giá đóng nến đấy chị nhá. Còn nếu rút chân lên được thì ok, thì nó vẫn chưa mất cái đáy này. Đó, nhưng mà nếu mà vỡ mất cái đáy này thì nó sẽ khá là nguy hiểm. À, không biết là quả này có vỡ không. VIC, VIC khung tháng thì cũng vỡ rồi, vỡ từ tháng trước, tháng này thì đang cố gắng lấy lại. KDH, KDH khung tháng thì cũng có một cái vùng cản, cái vùng cản đáy này, cái đáy của cú sập năm 2022 ấy, thì đoạn này nó chưa phá được, chưa chưa phá lên được. Thanh khoản ở mức
không quá lớn nên là có thể nó sẽ gây được, không chỉnh quá sâu nữa đâu. KDH này, KBC, KBC thì thanh khoản tương đối lớn, KBC đoạn này thanh khoản tương đối lớn, không tháng cũng vậy, nên là có thể phải điều chỉnh thêm và mới lấy lại cân bằng được. GVR, GVR thì chen dài hạn thì em đánh giá là vẫn chưa thoát được, vẫn dưới mây này anh chị này, đây là khung tháng nhá, GVR vẫn dưới mây này, khả năng thì đoạn này quả này thì khó mà phá được cái này lắm, mây rất là dày, kỳ run 65, kỳ run 129 vẫn đang rất là lớn ở đây, nên là về mặt dài hạn thì GVR kịch bản tích cực là sideways, thì rất là khó đi lên anh chị nhá, rất là khó lên, sideways biên độ lớn. Đấy, với hỗ trợ là vùng 15 và kháng cự là vùng 23-24 và về mặt dài hạn. Dài hạn nó vẫn đang là xu hướng giảm anh chị nhá. Xu hướng giảm đấy. Không phải xu hướng tăng đâu, như này này. Đáy thì có thể đang là đáy phẳng. Đang là đáy ngang. Tam giác hướng xuống. Đáy phẳng. Rồi, một số cổ phiếu bất động sản thì em vừa đi qua đấy. Thì nhìn chung thì các cái nhóm ngành em đánh giá về mặt dài hạn thì nó vẫn chưa có cái tín hiệu tích cực, chưa có tín hiệu tích cực về mặt dài hạn, mà không thời gian lớn nó chưa tín hiệu tích cực thì cái cơ hội mà có một cái nhịp tăng ở trong ngắn hạn thì em đánh giá thì nếu có nó chỉ là những nguồn kỹ thuật, nó không như những cái nhịp trước. Cái nhịp trước thì có chia sẻ với anh em ấy, là cái đoạn cách đây khoảng tầm 5-6 tháng ấy, có nói với anh em là thị trường tạo được 4-5 nến tháng biên hẹp đi ngang volume nhỏ, khi mà thanh khoản cải thiện thì cơ hội có nhịp tăng, đúng không? Anh em có nhớ cái đây khoảng tầm 4-5 tháng có phân tích cho anh em về điều đấy đúng không? Ví dụ Novaland này đúng không? Đó, bắt đầu tích lũy đi ngang, thanh khoản cải thiện ở những cây nến này. Novaland thì nó phải zoom lên lớn thì nhìn nó sẽ rõ hơn. Cái cây như này đúng không? Đấy. Thì cái khả năng mà tăng giá được sẽ tốt hơn. Đây. 3-4 tháng volume nhỏ, bắt đầu có nến tháng này thanh khoản lớn lên, nó dòng tiền vào thì cái cơ hội nó sẽ tăng. Hay là PDR cũng vậy. Anh em cứ chú ý những cái tháng trước, cách đây khoảng tầm 5-6 tháng có nói với anh em. Đây, biên hẹp. Sau đó tiền lớn vào mạnh cái nên tháng 6 này, nó sẽ có một nhịp tăng mạnh. Đó, nên là vị thế về mặt dài hạn của khá nhiều cái cổ phiếu đầu ngành, đầu nhóm ngành và những cái ngành lớn thì em đánh giá vẫn là một cái trạng thái nó gọi là rủi ro cao hơn là cơ hội là về mặt dài hạn. Còn tất nhiên ở trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ có những cái nhịp, có thể nó sẽ có những cái nhịp hồi phục ngắn hạn, nhưng mà chúng ta đang định hướng chung về mặt ngắn, trung hạn và dài hạn để chúng ta có cái hành động nó đúng, cái cách đi vốn cho nó phù hợp. Đó, anh em nhé. Hôm nay thì nhìn xa xa một tí. Xin chào 26 anh chị xem nhá. Anh em chưa like thì like hộ em lại nhá. Rồi. Banh chứng thép bất động sản đủ cả rồi đúng không ạ? À, còn con MWG bán lẻ đó, mấy con lớn lớn này. Mùi hồi MWG bán lẻ kết quả không tháng cái đến tháng này kinh quá. Kinh quá nhỉ. Cái đến tháng này nó giảm kinh khủng 20%. Volume rất lớn, ba cái cây volume rất lớn. Đúng không ạ? Nó chạm cái đáy này. Nó chạm cái đáy này nó bị giảm này. Nếu chúng ta nhìn khung tuần thì nó rõ hơn cái đáy này, đúng không? Cái đáy phẳng này. Một đáy, hai đáy này. Đấy. Đúng không ạ? Phản ứng rất mạnh luôn. Tức là về mặt dài hạn thì chúng ta thấy cái đỉnh này. Đúng không? Đỉnh này là về dài hạn nó vẫn đang là cái xu hướng giảm đấy. Anh em nhé. Đây này. Cái đỉnh này là đỉnh sau này. Đấy, còn bây giờ nếu mà nó thủng vỡ mấy cái đáy này là rất nguy hiểm luôn đấy. Nếu mà MWG vỡ mấy cái đáy là cứ cho là tầm 35 đi, cho tròn 35, 36 gì đó. Đấy, đóng đến tháng mà mất 36, 37 mà thủng vỡ mấy cái đít này là cũng nguy hiểm vết anh em này. Là khi nó cắm về tận đây ấy, cắm về tận 23, 24 luôn. Đấy là về mặt dài hạn nhé. À, khá là nguy hiểm luôn anh em. Càng vết. Nhìn cái đến tháng này phát khiếp luôn đúng không ạ?
MVFG thì đoạn trước thì năm 2020 nó tăng một cái nhịp rất là lớn rồi. Chỗ này nó kéo xả này, kéo xả mấy cái cây này, 4 5 cái đến tháng này kéo xả phân phối. Đoạn này người ta ra hàng ở đây cũng khá là nhiều luôn. Ra hàng ở đây rất nhiều. 3 tháng mỗi tháng 150 triệu đơn vị. Tức là quanh quanh cái vùng này là cái lượng hàng nắm rất là khủng khiếp anh em nhé, quanh cái chỗ này. Nếu mà nhìn trung hạn thì chỗ này cũng thấy hai cái đỉnh nhỏ ở đây đúng không ạ, hai cái đỉnh ở đây và cái cản rất là mạnh ở chỗ này đó. MVFG cũng khá là căng thẳng về mặt trung dài hạn này chứ, tuần nó cắm phập phập này cũng khá là nguy hiểm. Tất nhiên là những cái vùng này này nó khả năng nó chưa vỡ trong những cái nhịp đầu tiên nó chạm đến đâu, nên là anh em mà có hàng cũng không phải quá là vội là chúng ta bán tháo. Nhưng mà cái góc nhìn của em là đây là góc nhìn về mặt dài hạn để anh em có cái định hướng rõ ràng, cái dòng tiền của chúng ta ấy. Ví dụ như anh em đang có bằng nào tiền đấy chẳng hạn, chúng ta đang có một kế hoạch nào mà ví dụ là tầm 6 tháng 1 năm tới chẳng hạn, thì chúng ta cũng không phải quá là sợ mất cơ hội về chứng khoán đấy, kiểu kiểu như vậy. Vì cái dài hạn thì em đánh giá là vẫn là chưa ổn định. Đấy, anh em nếu mà có nhiều tiền thì cũng có thể là làm cái việc khác, không phải là cứ phải nghĩ là chứng khoán nó tạo đáy rồi chúng ta là mua ở đây. Có mua thì vẫn mua được nhưng mà không phải là cái cơ hội về mặt dài hạn anh chị nhá. Đó, MVFG này cũng khá nguy hiểm nhá. MVFG lại có SSI. Đấy, Hòa Phát thì đỡ hơn này. Banh thì có mấy cái ông tính đầu cơ cao. Vietcombank cũng ở mức cao, BID đỡ hơn. Đấy, Hòa Phát đỡ hơn. SSI khá nguy hiểm về mặt dài hạn, năm chứng khoán khá nguy hiểm. Đã đến bán lẻ khá nguy hiểm. Banh, chứng, thép, bất động sản thì VIX nguy hiểm, Vinhome đang ở đáy đang chờ chờ xem có giữ được không. Nếu mà vỡ thì có khi là không biết về đâu, vì cái đáy này là cái đáy thấp nhất thời đại của Vinhome rồi. Đó là một số cái cổ phiếu anh chị nhá, cổ phiếu lớn để chúng ta thấy được cả là cái bất động như thế nào để chúng ta có một cái góc nhìn nó đa diện hơn về mặt thị trường. Còn những cái cổ phiếu nhỏ hơn, những cái nhóm ngành nhỏ hơn thì có thể em xin phép bỏ qua. Dầu khí này, em có đánh được dầu khí mà. Dầu khí PVD thì là một cây nín tháng bao giờ cũng hơi xấu, râu trên dài, volume lớn gặp cái cản đỉnh cũng hơi khó. BSR cũng làm cây xấu, à, dầu khí BSR nữa này, đúng không? BSR cũng làm cây xấu. Nếu mà nó không 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 rút chân lên được thì nó cũng có thể là bắt đầu một cái nhịp điều chỉnh mà dài hạn. Vào cũng xấu rồi, vào cũng cắm rồi này. Nhóm này thì có ghép ghép. Gát, gát cũng làm cây nền tảng xấu bạn. Gát cũng làm cây nền tảng rất xấu luôn. Gát thì mấy mấy năm gần đây thì gần như nó không chỉnh, nhưng mà nó cũng không tăng, đúng không ạ? Đánh như ông này thì buồn ngủ lắm, không tăng không giảm. PLX này, cứ nhầm một PXL. PLX đến tháng cũng không được đẹp, đúng không ạ? Đây này, Doji sau đó tăng được mỗi tháng, sau đó lại 3 tháng gục cắm đầu, mất hết hỗ trợ này. À, tháng này thì chưa chưa nói, tháng này chưa kết tháng còn 2 viên nữa, nhưng mà Tenkan tháng mất rồi. Cái vùng Doji này là cái vùng mà nó tích lũy khá lâu này, là cái vùng này đúng không ạ? Tích lũy nền rất là lâu, chỉ được mỗi tuần nó này kéo lên lại anh sập, không? Đoạn này là nhiều anh em cũng hy vọng nó lên lắm này, nhưng mà lên trên này nó lại bị tán xuống, nhìn chung là cũng không được đẹp và cây mang cái tín hiệu xấu nhiều hơn, đúng không ạ? Đó là PLX, gas cũng không được đẹp, bao không đẹp, PSR không đẹp. Mấy ông lớn của nhóm dầu khí thì cái chạc chạc tháng thì tạm thời nó cũng không được ổn lắm. Đó em nhá, xin chào ba ba chị đã xem này. À đúng rồi, cả mát san cũng vậy thôi.
Lê Tông Tú nói. MN cũng vậy, MN đến tháng này cũng thủng đít chỗ này rồi, thủng thủng đít rồi đúng không? Chỉ còn mấy viên nữa thì rất là khó hồi lên đây được. Trần 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 hai cây chả hồi được, khả năng là về đây rồi. Mặt san nếu mà nói về mặt dài hạn thì nó vẫn đang là cắm xuống cái này anh em này, đúng không? Nó vẫn đi xuống, nó không hồi lên được. Đấy. Nó không phá được cái cản này, không hồi lên được. Quả này có khi về đây, về đây về tầm 45-50. Mặt san cũng xấu nhá, MWG cũng xấu. Ok, để chúng ta thấy có một cái góc nhìn, cái khung đồ thị lớn thì chúng ta có một cái góc nhìn nó rộng hơn hơn là chúng ta cứ nhìn chăm chăm vào một cái chart nó như này, đúng không ạ? Em thì rất hay xem cái khung đồ thị lớn trước nhé, để chúng ta thấy cái vận động của dòng tiền lớn như nào. Ok, bắt đầu giải đáp câu hỏi cho anh em nhé. Kịch bản thị trường thì nói hết với mọi người rồi đúng không? Xin chào chị Mai Hiền này, xin chào anh Hoàng Đoàn, xin chào Trinh Trinh này, xin chào chị Nguyễn Thị Sen, xin chào Tống Tú. Nói qua một chút lại với thị trường này cho anh chị em là chưa nắm được. Khung H1 thì cũng có tín hiệu tích cực đầu tiên khi mà thanh khoản dấu hiệu quay trở lại sau cái phiên giảm điểm rất là mạnh. À, cũng có những cái lực cầu lao vào đỡ và xuất hiện những cây nến với biên khá là hẹp đến cái phiên cuối tuần, và nhất là cái giờ cuối này bắt đầu có dấu hiệu dòng tiền cái lực mua lên có dấu hiệu cải thiện và bắt đầu có những cái tín hiệu nó thắng được những cái vùng mà trước đó có xuất hiện lực bán. Ví dụ như ở đây là vùng trước có xuất hiện lực bán là loanh quanh cái vùng 1058 đúng không ả? Hiện tại thì cái cản gần nhất là cái đỉnh của cái nhịp sideways, cái nhịp vừa giờ đấy, còn tầm 1-2 phiên gần đây ấy, là quanh quanh 1064. Nếu mà phá được 1064 tức là nó phá được cái biên sideways, vậy nào phá được cái biên sideways này thì cơ hội nó sẽ lên được cái vùng đáy cũ của cái nhịp giảm trước là quanh 1075. Thì cái vùng cản tiếp theo của chúng ta là đầu tiên là 1063 và 1064, nếu phá được thì sẽ lên 1075. Đó, nếu mà lên 1075 sideways ok, khớp trụ ok thì cái cơ hội nó lại tiếp tục lên cái vùng 1100. Thì tạm thời trong 1-2 phiên tới thì anh em cứ view đầu tiên này là 1075, sau đó là 1100 anh em ạ, 1075 rồi 1100. Đó, ban đầu có những dấu hiệu tích cực rồi, nhưng mà chúng ta cũng phải xác định với nhau một điều, đó là trong suốt cái giai đoạn vừa qua chưa một lần nào nó phá được cái đường trendline này chị ạ. Đấy, cái đường trendline này em đánh giá vẫn là cái vùng cản tương đối mạnh. Còn không, nếu mà anh em nhìn không daily, nó sẽ là những cái đường Kijun, là cái đường trung bình của 17 phiên. Đấy, và từ cái thời điểm nó sập đến bây giờ, đấy, cái thời điểm nó sập mà có báo với anh em là ngày 22 là chính thức là sập đúng không? Còn đã báo với anh em từ ngày 11, rồi 12, rồi 14, nó rất nhiều cái cảnh báo cho anh em. Từ cái thời điểm đó đến giờ là chưa lần nào anh em nhé, chưa lần nào đóng nến nằm trên Kijun 17. Đấy, anh em thấy không? Chưa lần nào nhé. Tenkan thì vượt là vài lần rồi, nhưng mà Kijun 17 là chưa lần nào lên được. Nên là cái vùng cản Kijun sẽ là cái vùng quyết định xác nhận cái xu hướng của cái nhịp này nó có đủ lớn để nó phá lên được hay không. Đó. Còn T cộng thì tạm thời anh em cứ cái đáy cũ này 1075, sau đó là cái đáy bên trên một chút là 1100. Đấy là anh em chú ý. T cộng nếu mà con nào lên cản mà nó vận động nó không được tốt ấy, thì đang cứ chốt. Đó. Còn không tuần không tháng thì em nói hết rồi. Đó. Nhóm ngành thì cũng em vừa nói rồi. Một cái tham số khác ở trong giai đoạn này đó là tình hình thế giới cũng không được tốt đẹp cho lắm. Dow Jones nếu mà chúng ta nhìn đến tuần này, đến tháng đi, tiện đây, đến tháng đúng không? 3 tháng liên tiếp, 3 tháng liên tiếp giảm điểm. Trước đó thì nó cũng sideways ở cái vùng này, nhưng mà nó như này là khả năng thủng đít rồi. Khung tuần nó cũng đang thủng đít rồi anh em nhé, đúng không? Khung tuần thủng, thanh căn cái run cắm xuống. Đấy, hỗ trợ tiếp theo là cái vùng màu tím tím này. Nếu mà thủng tiếp cái vùng này thì khả năng nó về cái đáy này. Đấy, một trong hai cái đáy này. Nên là về mặt ngắn trung hạn của các cái chỉ số thế giới thì vẫn đang không được tốt cho lắm. Đấy, xu hướng giảm. Xu hướng giảm thôi nhá, trạng thái là giảm mạnh. Nasdaq thì cũng đang có cái dấu hiệu cắm xuống. Đấy, do nhìn khung tuần này có cái dấu hiệu tạo cái đỉnh ở đây rồi.
đúng không ạ? Một đỉnh, hai đỉnh, ba đỉnh, đỉnh sau thấp với đỉnh trước, đáy sau thấp đáy trước, và cứ thế phá xuống. Có thể nếu có thì nó cũng là cái nhịp hồi lên thôi, nó đang chạy theo cái đường trên song song này, có vẽ cho anh em đoạn trước rồi, có thể nó tiếp tục nó hồi lên, nhưng mà hồi lên là nếu mà không phá được cái trend này thì có thể nó lại tiếp tục nó giảm tiếp. S&P 500 cũng vậy, nó cũng kiểu kiểu như Dow Jones đang cắm xuống rồi, thủng cái đít gần nhất rồi. Đó, DXY thì nó vẫn đang cái xu hướng gọi là sau một nhịp tăng thì đang sideways, còn xu hướng về mặt khung tuần ấy thì nó vẫn chưa dừng lại cái đà tăng, vẫn chưa dừng lại, đang sideways lại thôi, chưa có nhịp điều chỉnh. Nikkei 25 cũng vậy, Nikkei 25 là khung ngày thì cũng đang ở cái vùng hỗ trợ, nhưng mà nhìn về cái xu hướng chung ấy thì nó không, cái động lực giảm nó không mạnh bằng Dow Jones, nhưng mà nó cũng không được tích cực nha, cứ kiểu như này, cái trend nó cứ kiểu như này. Đấy. Nó không được dốc, nó không 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 xấu như Dow Jones nó dốc hơn. Dow Jones nó dốc như này, còn là Nikkei nó thoải hơn. Tức là cái động lực giảm nó không mạnh bằng. UK thì đỡ hơn, UK thì chủ đạo là sideways. Nhịp vừa giờ thì là cái trên khung tuần thì chúng ta thấy là nó cũng không tăng mấy. Đúng không ạ? Nó không tăng được nhiều nên là nó giảm, nhịp này nó không giảm nhiều. Nhìn chung là sideways với biên độ lớn, cũng cái động lực tăng nó cũng cũng không có mà giảm cũng không mạnh. Nhìn chung hôm nay là 50-50. Đó, nhìn chung là thế giới thì em đánh giá nó không được 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 tích cực cho lắm. Những cái thông tin về Fed họp thì như là 23 phiên 23 hôm nữa hay sao đấy. Phải, chúng ta cũng 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 có thể là mường tượng ra được, đó là cái khả năng mà họ giảm lãi suất là tương đối thấp, đó. Khả năng là vẫn giữ thôi. Xem cái phát biểu của họ là khi nào họ giảm. Kế hoạch thì chắc phải đến đoạn trước thì có nói là đến giữa 2024 rồi cuối 2024, cái thời điểm tháng 3, cái tháng 3 năm năm nay này, 2023 này này, là họ có nói là cuối năm là khả năng có một đợt giảm luôn. Nhưng mà không giảm, cuối cùng là vẫn tăng. Và lần vừa giờ thì là phát biểu của họ thì là tác động đến đến những cái chính sách, những cái việc mà nâng dài hạn lãi suất nó cũng chưa tác động nhiều đến cái việc lạm phát. Lạm phát vẫn ở mức rất là cao và chưa có thấy, chưa thấy chuyển biến gì cả, vẫn neo mức cao nên là khả năng mà giảm là tương đối thấp, đúng không ạ? Chúng ta cùng chờ xem là cái phát biểu của họ như nào, cái hành động của họ như nào. Nhưng mà em đánh giá thì nhìn chung là cũng không có cái gì quá đột biến, quá bất ngờ đâu. Đó anh em nhé. Anh Hoàng Đoàn VDR nữa không? Nó cứ thủng đít như này thì là vẫn rơi thôi anh. Thủng rồi. Khung tuần này là thủng rồi này. Đóng đến tuần thấp nhất là còn giá thấp nhất thì nó chưa chưa mất, nhưng mà đóng đến tuần có thể là chỗ này nó may ra thì có cái nhịp hồi. Cơ bản là cái nhóm này nó bị gặp mấy cái thông tin nó không được tốt cho lắm. Theo em là có hàng thì cứ kéo lên là bán thôi, bán thế nào hay đi đấy thôi. Còn mua thì cứ phải đợi thì anh nhá. Cứ mới đợi cho sideways chán thì chúng ta mua. Con này sóng sánh nó không có mấy. Đoạn trước ở team em có mua ở chỗ này nhưng mà cũng bán rồi. Mua được đoạn đoạn này sau này. Hình như quanh quanh giá chỗ này. Lên trên này cũng bán rồi. VRE thì theo em không, nó không chen trước, nó không được ổn như là VIX hay là Vinhome đâu. Nếu mà anh thích họ nhà Vin thì đánh Vinhome thì hay hơn. C4G mua được chưa? C4G thì em thấy cái vùng này nó cũng có cái vùng mà đoạn trước có lực cầu này. Anh có thể mua với tỷ trọng nó nhỏ thôi nhá. Mua tỷ trọng nhỏ thôi. Loanh quanh cái vùng 10 chấm 10.3, 10.4 gì đó, tỷ trọng nhỏ. Thì đoạn trước thấy đây là có cái lực cầu này. Cái ngày mùng 3 tháng 4 này, hai cái nến thanh khoản khá lớn. Đấy. Nó tiệm cận luôn cái vùng đỉnh cũ ở trong ngắn trung hạn, sau đó có nhịp tăng. Nhịp tăng từ đến từ giá 11 mà lên đến giá 14. 14 15. Tức tăng từ tầm 30% từ nền 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 trung hạn lên. Thì bây giờ nó đã về đến cái vùng đó rồi. Nên khả năng nó sẽ có nhịp hồi. Chúng ta đánh một nhịp hồi thôi nhá. Mà trong thị trường xuống ấy thì tỷ trọng anh em tham gia ít thôi nhá, vẫn nhắc mọi người nhá.
là ít thôi. Khi mà giá nó cứ song song với mây này đi xuống này là ghê lắm anh em nhé. Giá mà nó đi lên, nó song song với mây đi lên ấy, nó lên trên mây xanh ấy thì là nó ngon. Nhưng mà giá nó cắm xuống mà nó lại song song với mây vàng ấy là ghê lắm anh em nhé. Khung ngày này cũng không phải gì phải vội đâu, nó xuống và nó phải sideways chán thì nó mới đi lên được. Xin chào Trinh Trinh nha. SS mai hồi đến bao nhiêu thì bán được bạn? Chị muốn để xem. SS thì đang có cái cản luôn, chính là cái hiện tại. Nhưng mà nếu mà thị trường nó hồi được đầu đến sáng mai, cơ hội ngắn hạn thì hồi lên được loanh quanh vùng 15.5 đến vùng 16. Nếu em lên đó là anh chị bán dần đi, chấp nhận bán thôi. Nhóm chứng khoán thì em nói còn SSI rất nhiều lần rồi, cái chen này thì nó chưa phá được nhé. Đây là cái chen giảm của nó nhé, nối các đỉnh này với nhau này. Thì gần đây nhất nó có một cái đỉnh nhỏ ở đây rồi, anh quanh vùng 17 rồi. Bây giờ tên căn Kizun thì nó đang rời xung quanh vùng 16, 15.5 rồi, thì cũng không lên được 17 đâu, kỳ vọng không được 17 đâu. Con này là nó vỡ cái đáy này rồi đấy, đang hồi lại đấy, chưa xác nhận lấy lại được đáy này. Nếu mà lấy lại được thì ok, nó còn sideway được. Nhưng mà đến ngày mai ngày kia mà nó lại cắm đầu nó xuống nữa thì nếu mà anh chị đang lỗ nhẹ thì theo em cũng nên bán đấy, cũng nên bán thôi. Này, nếu mà nhìn đến tháng này, đúng không, nó cũng nhìn kiểu giống như SSI mãi này, volume lớn này, chạm cản này, mới điều chỉnh 2 tháng này, tăng mấy tháng rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tháng, chỉnh 2 tháng, hỗ trợ là phải là cái vùng này. Hỗ trợ đầu tiên nó là cái vùng 14, là cái đường trung bình. Hỗ trợ thứ hai là cái đường 13. Nhưng mà thanh khoản nó lớn quá, nó phải cân bằng lại được cơ, thanh khoản nó phải thấp lại ở đây cơ thì cơ hội nó mới đi tiếp. Nói chung là cứ bình tĩnh thôi, mua thì cứ bình tĩnh thôi, mua lớn ấy. Còn anh em đang có hàng thì canh hồi lên bán thôi, lại nhẹ lỗ nhẹ thì cũng bán thôi, ít nhất là cứ bán 1/2 đi. SSI nó cũng được kiểu vậy, SSI thì nó khỏe hơn tí. Bán lẻ có vụ gì? Anh không biết có vụ gì cả, vụ là bán lớn quá thế thôi. Giờ nói vụ gì thì không biết luôn. Hôm trước có đưa ra cái thuyết âm mưu là cái này là em phỏng đoán rồi nhá, không đọc ở đâu cả đâu nhá. Gọi là thuyết âm mưu là em tự nghĩ ra thôi, chứ không đọc ở đâu cả nhá, không nghe, gọi là không nghe hơi ngồi chó ở đâu cả. Đó là anh em thấy là Masan này, Techcombank này, với lại Vin này là bộ ba có liên quan đến nhau về mặt tài chính. Thì em thấy đoạn này là Masan, MN, họ nhà Vin thì mọi người biết rồi là nó xấu. Đấy, hai ông này thì xấu hẳn rồi. Techcombank thì đỡ hơn. Đây là cái phỏng đoán của em, gọi là mang tính cá nhân, không nghe đâu nha anh em nhá. Mà mọi người cũng nghe để biết lại thôi, chứ không lại bảo thằng này nó nói thế này thế kia nhá. Mang tính gọi là chủ quan. Đấy, cái nói tính chủ quan và mang tính hơi cảm tính. Đó, Techcombank, Masan với lại Vin là bộ ba liên quan, có thể nó mật thiết với nhau về mặt tài chính, đúng không? Còn như nào thì em cũng không biết được. Chị thấy hành động giá nó thế thôi, thấy hành động giá nó bị bán kinh quá thì là mà anh em cái này thì ai cũng biết rồi, đúng không? Là Masan mua Vinmax thành đổi thành Winmax, rồi còn hệ thống tài chính thì cũng như vậy, đúng không? Anh Masan với lại anh Techcom thì anh em rồi. Đó,
thấy hành động giá nó bị bán kinh quá. Đây này, Techcombank ví dụ đến tháng này anh em thấy này, bán mà không có đỡ luôn, không thanh khoản luôn, không thấy ai đỡ cả. Và từ cái đoạn trước cái này là Techcombank đã dính trái phiếu trái phổng rất là nhiều, không gỡ lại được, hồi cũng không được nhiều. Cái năm 2022 này anh em thấy này, Techcombank là một trong những cổ phiếu ngân hàng là giảm sâu ấy, rất là sâu luôn đấy, không gượng được, xu hướng giảm anh em nhé, khung khung tháng là xu hướng giảm không, không. Đây, mây trên đầu to tổ bố luôn trên này, làm sao mà lên được, gặp ngay ông Kijun 6 năm ở đây nữa thì không biết đến bao giờ, không biết chờ đến bao giờ luôn, bao giờ mà có cái mùa xuân này đây, bao giờ mà có cái mùa xuân như 2020 đây. Đấy, các bác ấy bắt đáy ở đây này, sau đó các bác ấy phân phối ở đây 20, các bác ấy phân phối lên vùng 50, sau đó các bác ấy xả xong, các bác ấy về đây có khi các bác ấy chưa đánh chưa gom mấy đâu, anh em thấy không, này tự nhiên có cái cây đến tháng 30 tháng 10 này, các bác ấy đánh kinh khủng này. Này, ôi giời, tiền lớn nó vào ao ạt chỗ này. Đây nào, lên trên này là các bác phân phối này. Đây, các bác phân phối cả cái đoạn này luôn. Rồi các bác cái xả cho các bác đánh dập luôn, nhà đầu tư cá nhân không thương tiếc luôn. Kinh. Nói chính là mắt sang à, nói ra Techcombank phụ phết này anh em, phụ vừa rồi, phụ phết đấy. Đấy, đi banh con đỡ này, MBB nó còn đỡ đúng không? Đấy, con hồi lên hiếp anh em về bờ, nó cũng giảm mạnh lắm đây này, từ đây đây cũng không mạnh lắm, nó cũng có những cái nhịp hồi lên này, hồi cho anh em về bờ này, hồi nhiều nhiều phết này. Vừa chữ Techcombank có đâu này, hồi được tí tí này. Sau đó là quả sau là còn kinh hơn quả trước, tất nhiên thì nó cũng có cái lý do là dính cái trái phiếu nhiều đúng không, Techcombank dính nhiều thôi chả được mấy lại rơi luôn, anh em nhìn không tháng như này là rất là xấu luôn nhé, rơi không thanh khoản luôn này, tức là chả ai đứng vào đỡ cả, khả năng lại về đây rồi, khả năng còn này về 20 nếu mà nhìn dài hạn nhé. Đây em đang nhìn về mặt dài hạn nhé, chứ không lại bảo là nó về luôn 20 thì không đúng, lại còn nó có thể nó có hồi đây nhưng mà khả năng rất cao nếu mà dài hạn là 20 đó. Đấy là cái quan điểm cá nhân của em Đại nhé, về cái thông tin lúc nãy đấy, còn đây về mặt kỹ thuật thì cũng thấy điều đó đúng không, không có đỡ. Techcombank, Masan, Bivin thì anh em biết rồi nó như thế nào, anh em biết rồi. Hôm trước em bắt đáy Hòa Phát 23, xin anh cho nhận định hoạt động này là chính được không?